Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người đến với tập 17 của series Manchester United cày trai lần này. Vậy là còn chưa tới 2 tuần nữa là chúng ta đã kết thúc series này rồi đó nha. Mở đầu cho tập 17 thì mình muốn xin ý kiến của mọi người một chút xíu là hiện tại đội hình của mình cũng đã full dàn cầu thủ rồi, tất cả cầu thủ cần cũng đã có và nhìn vào thì sẽ thấy cái sự chất lượng rồi. Không biết là mình có nên dừng lại series MU này luôn không khi mà mình nghĩ sắp tới những tập tiếp theo mua cầu thủ mới đó là điều cực kỳ khó khăn. BP thì cũng đã cạn dần rồi, cầu thủ thì ngày càng hạn chế. Vậy mình có nên kết thúc ở đây luôn hay không nhỉ? Hay là vẫn sẽ làm đầy đủ cho tới ngày thứ 30 để trọn vẹn hơn? Có nhiều Em bảo là làm tới 60 ngày luôn đi cũng thật sự rất khó Bởi vì một CD nào đó uh, Thời gian ngắn nó sẽ tốt hơn điển hình như là Pháp khi mình làm tới ngày thứ 52 Nó rất là chán trường luôn rồi Nên mình sẽ không có chuyện kéo dài tới ngày 60 đâu Cùng lắm là 33 ngày như AC Milan mà thôi quay trở lại với KPI hàng ngày giả dạ lập 5 trận đã xếp hạng 1 v 1 năm trận thì đây là tất cả những gì mà mình nhận được cùng xem hôm nay sẽ có gì nhé căng hiện tại có hai sự kiện miễn phí nên cái lượng BP hơi thấp thì phải cầu thủ mở ra thì cũng y như vậy luôn không có pháo hoa hay gì hết vậy là tổng của ngày hôm nay mình chỉ gom góp vỏn vẹn được 1 tỷ năm mà thôi Đến ngày thứ 17, đội hình của mình tổng là 110 tỷ BP và ở thị trường chuyển nhượng đang treo em Kitajan mùa 22 UCL, kèm theo nữa là Berlin HG, kèm theo đó là 6 tỷ BP trắng chưa dùng đến. Vậy là tổng kết lại mình được 135 tỷ rồi đó nha. Mà cũng nói thật luôn là nếu không có rô béo bét vốn Cup chắc giờ đội hình của mình chỉ lên quay 30 đến 35 tỷ mà thôi. Đến với ngày hôm nay thì vẫn là chuyên mục mỗi ngày một cầu thủ. Hôm nay là ngày thứ 17 rồi nhưng mình vẫn đảm bảo chuyên mục này, vậy là quá chất lượng rồi. Ruth Van Nistelrooy mùa LN cộng 5 sẽ là cầu thủ được mình đem về trong đội hình lần này. Kể ra cũng khá là ngon đấy chứ. Có nhiều anh em bảo là anh ta đã khá dở khó thuần nhưng thực chất mình thấy cũng ok đấy chứ phải nói là chạy chỗ khá là khôn chạy cũng nhanh nữa đó chỉ là bước đầu thôi để mình đá vài trận xem có hiện nguyên hình hay là không Lỡ, mua lukaku mất rồi giờ có thêm Van Dzitteroy giờ nên chia thế nào đây cho phù hợp nhỉ à, không lẽ Lukaku đá rồi lưu thay cho vị trí của Bấti hôm nay thì mình có để Lukaku đá hiệp một xong từ phút 65 hiệp hai trở đi mới thay Roy vô anh ta càn quét cũng khá là tốt đấy chứ anh em thử cho mình ý kiến là cần thay đổi về sơ đồ hay là bố trí thế nào cho phù hợp nhé và Roy LN cộng năm ở mức chỉ số 114 nhưng giá của anh ta trên thị trường chuyển nhượng chỉ hơn 20 tỷ trà phải nói là quá ngon theo mình nhận thấy hơn hơn một tuần trước giá của anh ta có khi lên tới cả trăm tỷ cho thẻ cộng năm luôn đấy chứ nếu cảm thấy đã không phù hợp có thể để lại làm hàng kinh tế của ổn định quá trời luôn à, đợi về giá thật là nhẹ 60 tỷ rồi và giờ reset của anh ta sẽ là chặn 40 tới 60 đôi khi sẽ reset trễ 5 phút tức là qua giờ lẻ năm đấy anh em hãy tập trung căn nhé bởi vì cũng khá lượt giao dịch mình căn cũng gần một tuần mới có thể đem anh ta về đấy và đến với chuyên mục giới thiệu đội hình hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một đội hình Chelsea full năm bộ ba tấn công bao gồm đầu tàu Sevacap Petrov và Hazard EBS Bộ ba tiền vệ sẽ gồm những em hàng quốc dân như là Balat EBS, Gulit EBS và Essien Batubat. Sang tới bộ tứ hậu vệ sẽ là Marcos Alonso mùa 2 UCL, Rudiger 22 UCL, Tomori LOL và Corrado mùa Lai. Vị trí GK sẽ do Mendy mùa 2 UCL đảm nhiệm. Sang tới vị trí dự bị, chúng ta sẽ có Murid mùa 22 UCL, Rockba Icon, Torres EBS, Kevin De Bruyne mùa World Cup 22, Lampard Icon, Enzo Fernandez 23 Totti và Thiago Silva 22 UCL. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, bên ngoài hàng cầu thủ trẻ, chúng ta vẫn còn Mason Mao mùa World Cup 22, Mark Kelele, mùa Úc và Zola Icon, Timo Werner và Casemiro cộng 3. Trong kho đồ thì vẫn còn một số vật phẩm đáng chú ý như là thẻ giảm giá, mình có chụp ở đây rồi, kèm theo nữa là 10 cái thẻ đổi tên và 11 cái thẻ đổi câu lạc bộ. Ngoài ra, thứ quan trọng nhất chúng ta sẽ dư gần 60 ngày vip chưa dùng đến, nhắc lại là 60 ngày, quá ngon đúng không ạ? Và ạc này mình sẽ không dùng đến, nếu anh em là fan Chelsea vẫn chưa tìm được một ạc nào phù hợp thì nhắn tin ngay cho mình nhé. À mà sẽ không có chuyện miễn phí đâu nha, xin nhắc lại sẽ không có chuyện miễn phí đâu, nên những anh em có ý định xin ạc đừng nhắn làm gì cho mất thời gian, giới thiệu sơ qua là vậy, khi nào nhắn tin mình sẽ tư vấn tận tình hơn nhé và hôm nay đến đây thôi Cảm ơn mọi người đã xem chúc mọi người một ngày vui vẻ